Mỗi nghệ sĩ dù mới bước vào nghề hay đã lên sân khấu nhiều năm thì họ vẫn rất chú ý đến trang phục của mình, có đúng không Nhạc Kim? Vâng, điều đó thì ai cũng công nhận. Và ngày nay thì ngoài việc mặc đẹp ra phù hợp với các sân khấu biểu diễn thì các nghệ sĩ còn muốn mình xuất hiện trước công chúng một cách thật khác biệt và cá tính. Và đó là lý do mà ở Huế thời gian này đã có nhiều cửa hiệu dành cho nghệ sĩ trẻ với những mẫu thiết kế dành riêng hoặc là hàng nhập ngoại. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé qua một cửa tiệm như vậy để cùng tìm hiểu xem những mẫu trang phục biểu diễn nào đang được yêu thích. Sắc màu nổi bật, hoa tiết lấp lánh, đi cùng với những kiểu dáng phong cách ấn tượng luôn là điểm nhấn của trang phục biểu diễn. Sắc đỏ, gam màu chủ đạo của trang phục biểu diễn. Bộ cánh được thiết kế khá tinh tế với chất liệu vải kim sa này không chỉ giúp người mặc tỏa sáng trên sân khấu mà còn khiến họ thật quyến rũ và thu hút ánh nhìn. Những chiếc áo sơ mi phả cách cùng các hoa tiết, hoa văn khác lạ luôn là sự lựa chọn không thể thiếu của các bạn nam yêu thích phong cách trẻ trung năng động. Tùy theo cách phối phụ kiện, chiếc áo sơ mi đơn giản này vừa là trang phục biểu diễn và cũng có thể là trang phục gia phố. Vest là một thiết kế không bao giờ cũ. Vest là xu hướng thời trang luôn được trưng dụng ở khắp mọi nơi, từ sân khấu, sự kiện và cả ngày thường. Bạn có thể thắt hồ biển tấu vest với một đôi bột dài, một bộ trang phục biểu diễn đầy phong cách. Vest cùng một đôi giày sneaker trong bảng đầy cá tính. Chiếc áo bomber thần thánh chưa bao giờ hết hot. Đây là trang phục yêu thích của những chàng trai bởi sự tiện dụng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Hãy luôn mặc đẹp và hợp xu hướng để tự tin tỏa sáng với chính mình.